tầm nhìn của BMW cho năm 2040 có thể dễ dàng tháo rời và thay thế vào cuối vòng đời của nó. BMW muốn trở thành nhà sản xuất ô tô cao cấp bền vững nhất thế giới. Và công ty sẽ nói đến rất nhiều nỗ lực trong tương lai của mình tại triển lãm ô tô Munich diễn ra tuần này. Để cho thấy sự bền vững trong tương lai này có ý nghĩa như thế nào đối với các loại xe thực tế, BMW đã tiết lộ khái niệm E-Vision Circular vào thứ Hai. Một mẫu xe đô thị nhỏ không chỉ được làm từ vật liệu tái sử dụng mà còn có thể tái chế 100%. BMW cho biết trong một tuyên bố, loại pin thể rắn cung cấp năng lượng cho mẫu concept có thể tái chế 100% và được sản xuất gần như hoàn toàn bằng vật liệu có nguồn gốc từ quá trình tái chế. Phần còn lại của chiếc xe, nó không sử dụng sơn, da, chrome hoặc bất kỳ thứ gì khác thường gắn với xe hơi mới. Ngoài ra, BMW cho biết thông tư Vision tránh các kết nối ngoại quan hoặc vật liệu composite và sử dụng các loại kết nối thông minh, chẳng hạn như dây, đinh bấm và ốc vít tháo nhanh. Điều này có nghĩa là nhiều bộ phận của xe có thể dễ dàng tháo rời và thay thế. Và BMW cho biết nhiều bộ phận của xe có chốt tháo nhanh hoặc có thể tháo dỡ chỉ bằng một công cụ. Chúng tôi không thực sự chắc chắn điều đó sẽ xảy ra như thế nào với những thứ như tiêu chuẩn an toàn va chạm của liên bang. Đối với bản thân chiếc xe ý tưởng, đó là một bước tiến lớn về mặt thiết kế. Thận chức mang tính biểu tượng và gần đây đã được phóng to của BMW được tái tạo thành các bề mặt kỹ thuật số có thể hiển thị các kiểu ánh sáng khác nhau. Logo của BMW thực sự được khắc trên mặt trước của Vision Concept và tên của chiếc xe được khắc bằng laser vào thân xe. BMW cho biết mẫu concept này được làm chủ yếu bằng nhôm tái chế anode hóa vàng và màu tím xanh ở phía sau được tạo ra bởi quá trình xử lý nhiệt được sử dụng cho thép. BMW cho biết lốp chúng thực sự hơi trong suốt và được làm từ cao su tự nhiên, được canh tác bền vững. Các hạt cao su màu được thêm vào hợp chất lốp không chỉ làm cho chúng cứng hơn mà còn làm cho chúng trông ngầu hơn. Về tổng thể, BMW cho biết Vision Circular Concept dài khoảng 13m nhưng có không gian nội thất khá hào phóng. Các vật liệu trong cabin phần lớn được in 3D và bất kỳ vật liệu thừa nào sẽ được đưa trở lại chu trình vật liệu một cách có hệ thống. Kính chắn gió khổng lồ dốc lên thành mái kính và ghế bọc được làm từ nhựa tái chế. Hãy quan sát kỹ và bạn sẽ nhận thấy cái mà BMW gọi là dây buộc tháo nhanh kết hợp vui vẻ trên lưng ghế. Bây giờ, đây là nơi mọi thứ trở nên thực sự hoang dã. Thay vì một cụm công cụ truyền thống, Vision Circular có giao diện người dùng pha lê in 3D, phản ứng với các chuyển động của bàn tay với hiệu ứng ánh sáng đầy mê hoặc. BMW cho biết thông tin xe mà bạn thường tìm thấy trong một cụm đồng hồ được chiếu lên kính chắn gió, loại bỏ nhu cầu về màn hình bên trong xe. Thật là điên rồ, vô lăng cũng là một thiết kế đặc biệt thú vị. Hàng ghế sau trông siêu sang trọng và có loa âm thanh tích hợp vào tựa đầu. Băng ghế sau được bao quanh bởi một khung nhôm anode hóa và mọi thứ được giữ cố định bằng một sợi dây, có thể được thả ra một lần nữa dễ dàng khi đến lúc tháo dỡ ghế, BMW cho biết. Trên các trụ xe, bộ điều khiển thông tin giải trí eDrive pha lê mà BMW sử dụng trong chiếc Crossover X được tái sử dụng dưới dạng đèn chiếu sáng. Và tất nhiên, những tấm thảm trải sâu khắp cabin được làm từ 100% nhựa tái chế. Nhà soạn nhạc Hans Zimmer đã tạo ra một bản nhạc xe độc đáo cho Vision Circular, ghi lại chuyển động của cấu trúc bên ngoài. Khu vực nội thất, vật liệu của đèn và hình ảnh động, BMW cho biết. Nghe có vẻ như điều này sẽ là một buổi hòa nhạc synthpop cuốn hút. Điều thú vị là BMW không đề cập đến các chi tiết của hệ thống truyền động, chỉ nói rằng Vision Circular là điện. Công ty cũng không nói gì về khả năng lái xe tự động, mặc dù việc sử dụng vô lăng. Có vẻ như chiếc xe thành phố nhỏ này là để lái xe. Để đạt được điều đó,
BMW cho biết thông tư Vision có đầy đủ khả năng giao tiếp từ ô tô đến lưới điện. Với dữ liệu giao thông thời gian thực được tích hợp sẵn, tất cả điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai? Đoán của bạn là tốt như chúng ta. Mặc dù không chắc một chiếc xe giống như Vision Circular sẽ được đưa vào sản xuất. Chia sẻ hữu ích nhé!